Trước mắt là cứ cảm ơn vợ chồng Bắc Tùng với này anh em. Dùng là cái sập đến giờ phút này là quá như ý rồi. Không chê trách cho vợ Tùng rồi. Quá tuyệt vời rồi. Đây là hai thằng gác cổng. Hai thằng gác cổng. Thằng xe máy, thằng xe đạp. Nơi giới là đuổi luôn rồi. Làng Trịnh Xuyên. Vâng, cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 25 tháng 11 năm 2020. Và hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà chú Đoàn. Cái địa chỉ chú đọc là cho cái địa chỉ chú nhỉ? Thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An. Vâng, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương. Và vừa bàn giao gia đình chú một chiếc sập ngồi cực kỳ là vip, sập thập điểu quần mai. Đây, trước mặt quý vị đây, kích thước là 1m6 x 2m và vừa lắp đặt vào cái không gian phòng thờ nhà chú đây. Rất là đẹp quý vị nhá, không gian phòng thờ đây. Trước là tôi cũng có video clip giới thiệu mộc của chiếc sạp này rồi, hôm nay tôi có quay lại video lúc bàn giao làm kỷ niệm với gia đình nhà cô chú, có lướt qua một vài đường nét chi tiết về bộ sản phẩm này. Chiếc sạp này được kích thước là 1m6 x 2m, dạ dày 10 phân, chân 24, đục chạm theo mẫu là mai điểu, thập điểu quần mai, toàn bộ là đục chạm thủ công tay. Đường nét họa tiết hoa văn kiểu điện nào sắc nét cũng như là rất là kênh bong. Đường nét kênh bong màu mọt này. Thì hôm nay là video này quay ở trong nhà nó hơi tối một chút, nó không nhìn rõ được chi tiết như là chúng tôi giới thiệu lúc sản phẩm nó còn mỏng. Tôi quay lại video làm kỷ niệm với chú thôi. Cháu xin chú luôn cái ý kiến là cái sản phẩm này cho bạn cho ban giao ạ. Trước mắt là cứ cảm ơn vợ chồng Bắc Tùng với này anh em. Dùng là cái sản phẩm đến giờ phút này là quá như ý rồi. Không chê trách cho vợ Tùng rồi. Thì chú chắc là cũng biết tưởng qua chắc là chú xem trên mạng đúng không? Đúng rồi. Quá tuyệt vời rồi. Chú xem trên mạng và chúng đã tin tưởng và đặt hàng cơ sở, thì thay mặt cơ sở là rất cảm ơn chú và gia đình nhé, ủng hộ cho. Dạ vâng. Rồi. Có gì cảm ơn bố mẹ xong rồi. Dạ vâng. Chú kiểu gì thì đó còn phải đặt thêm vài thứ nữa. Vâng vâng. Yeah. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Ở đây ăn cơm. Thôi bọn cháu phải về đi luôn không? Chú lái xe chú đang. Vâng vâng. Ok mọi người nhá. Thì mọi người nào có nhu cầu muốn sở hữu những chiếc sập mà đẹp như này thì cứ liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi thì là ở tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ cơ. Hôm nay là bàn giao cho chiếc sập này chú tận Hải Dương cơ. Rất là xa xôi và cô chú ủng hộ. Cơ sở có số điện thoại là 0937 510 816, website đồ gỗ Tùng Tám.com. Ok, xin chào mọi người.